Các bạn đang nghe phần thứ 9 của series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thương Bạch qua sự diễn đọc của Totoro-chan, có tựa đề là Mãi mãi là mèo của anh. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal. Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 106, Thế giới thứ 9, Mặt thế, luôn là mèo của cậu, phần 1. Thế nhưng bất kể Diệp Trần có bằng lòng đối mặt với sự thực này hay không, thì cô cũng đã là một con mèo. Một con mèo 1 tháng tuổi đi còn chưa vững. Giờ phút này, cô đang ở giữa một bụi cỏ vàng, xung quanh vắng vẻ, không một tiếng người, cực kỳ yên tĩnh. Cô giơ giơ móng vuốt, thử làm quen với kỹ năng đi lại của mèo. Bật qua bật lại, học lấy vài kỹ năng của loài mèo rồi thong thả đi ra phía đường lớn, chuẩn bị đi tìm nhân vật phản diện. Dựa theo nội dung thế giới mà cô biết, đây là một cuốn truyện sảng văn mạt thế của Nam. Nam chính Trần Lâm là một sinh viên khôi ngô, ưu tú, tính tình cởi mở, yêu hận rõ ràng, xuất hiện dị năng từ những ngày đầu của mạt thế. Từ đó trở đi, trừ gian diệt bạo giúp đỡ kẻ yếu, không ngừng thăng cấp rồi lại thăng cấp, phản công rồi lại phản công, cuối cùng trở thành đệ nhất cao thủ toàn hệ dị năng, dẫn dắt nhân loại chiến thắng nhân vật phản diện zombie chúa toàn hệ dị năng. Nơi cô rơi xuống nằm ở vùng phụ cận của một siêu thị lớn. Sau khi mà thế bắt đầu, những nơi này còn người sống nhanh chóng trở nên hoang vu, vật tư khan hiếm. Những nơi như siêu thị, hầu như ai ngang qua tất cũng sẽ càn quét một phen. Siêu thị này nằm ở rìa thành phố, cũng đã từng bị đi càn quét nhiều lần. Hôm nay, nhân vật phản diện và đoàn xe mà cậu ta đi theo kéo tới siêu thị này. Rồi vì chuyện thiếu hụt vật tư mà song phương nảy sinh xung đột, cả nhà của nhân vật phản diện đều bị sát hại. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Lâm từ trên trời giáng xuống cứu nhân vật phản diện, sau đó hộ tống cậu ta suốt chặng đường tới căn cứ. Cũng chính bởi ơn cứu mạng lần này mà tương lai, nhân vật phản diện khi giao chiến với anh ta cũng phải chần chừ. Diệp Trần tính toán thời gian, chạy tới phục sẵn ở ven đường. Không lâu sau, một chiếc xe buýt chạy tới, từ xa đã nghe thấy tiếng người hò hét. Siêu thị kia, dừng lại, là siêu thị! Những người đó hò hét, xe dừng lại trước cửa siêu thị. Diệp Trần núp trong bụi cỏ, không dám đi ra, trong tình huống chưa biết trước điều gì. Nếu xuất hiện, lỡ bị ăn thịt thì sao? Cô là một con mèo hiểu về loài người và đầy cảnh giác. Cô tuyệt đối sẽ không để bản thân vì một phút ngây thơ mà bị thịt. Thế là Diệp Trần im lặng quan sát đám người này. Đám người này thực sự cẩn thận, ai cũng đem theo vũ khí. Có vài người trẻ khỏe cầm súng đi trước mở đường. Những người ở lại trong xe toàn là người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Có một thanh niên ngồi trong xe, nói chuyện với một cặp vợ chồng trung niên mấy câu rồi cầm súng xuống xe. Cậu thanh niên này có ngoại hình thực sự rất nổi bật. Giữa lúc mọi người chẳng ai còn hơi sức đâu để quan tâm tới diện mạo, thì cậu ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi rửa ráy sạch sẽ, ngũ quan anh tuấn, thực sự không ăn khớp với thế giới xem ra đã hoàn toàn suy tàn này. Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, trông hơi nữ tính nhưng nhìn tổng thể thì hài hòa, tuyệt đối sẽ không có ai nhận nhầm cậu ta thành con gái. Cậu ta cầm súng đi theo sau mọi người, cực kỳ chững chạc, tư thế cầm súng cũng rất lão luyện, điềm tĩnh. Dựa theo nguyên tắc nhân vật quan trọng nhất định sẽ không sống mọi người, Diệp Trần lập tức nhận định đây chắc chắn là nhân vật phản diện. Trên thực tế không cần phải suy luận, trong đầu Diệp Trần cũng đã xuất hiện điểm đánh dấu nhân vật phản diện. Không có 38, hệ thống phụ trợ tự động liền được kích hoạt, Diệp Trần có cảm tưởng thực ra hệ thống phụ trợ này hữu dụng hơn 38 nhiều. Bạch Sùng, đây là tên của nhân vật phản diện ở thế giới này. Diệp Trần lẩm nhẩm đọc cái tên. Thấy mọi người đã vào trong siêu thị, nhân lúc không có ai để ý, cậu nhảy lên cửa sổ kính trên cao, quan sát nhóm người này từ trên xuống. Mọi người chia thành mấy tốp đi tìm đồ. Bạch Sùng không phải người thích nói chuyện, quan hệ với mọi người chẳng đến đâu. Mọi người lần lượt tách ra thành từng cặp 2 người, vừa vặn còn sót lại mỗi mình cậu ta. Diệp Trần ngồi xổm trên cửa sổ, nghe một cặp vừa tìm đồ vừa thảo luận. Dạo này đồ các thứ càng ngày càng khó hiếm, vật tư dự trữ cũng sắp hết mất rồi. Chứ còn gì nữa, một người khác nói, chúng ta lại còn mang theo cả nhà thằng Bạch Sùng, đúng là của nợ. Theo ý tao hay là cứ vứt bọn họ lại cho xong? Không hay lắm đâu, người nọ tìm ra được một món đồ hộp, nhìn nhìn rồi bỏ vào túi mình. Lúc trước nhận đồ của nhà họ Bạch, đã hứa là sẽ đưa bọn họ tới căn cứ A rồi. Chứ khác giờ khác, lúc này rồi còn nói tới đạo nghĩa làm gì? Người đưa ra đề nghị cười gằn. Theo ý tao, bọn họ nhất định vẫn còn đồ chưa nôn ra,
Cha của Bạch Sùng, tên Bạch Nguyên đó không phải là một kẻ có dị năng không gian hay sao? Nghe nói lão ta có một không gian to bằng cả gian nhà. Mày nghĩ là nó chứa được bao nhiêu đồ hả? Hơn nữa, mày không thấy cả nhà họ Bạch đó sao? Mọi người đều đã đói muốn ngất xỉu. Nhà họ ai nấy mặt mũi đều vẫn hồng hào. Nhất định là lén ăn vụng sau lưng chúng ta. Người tìm được đồ hộp không nói gì. Người đưa ra đề nghị lại tiếp tục. Hơn nữa, không phải bọn họ còn có thân thích làm quan to ở căn cứ A hay sao? Chúng ta cầm tín vật của nhà đó, nói là bạn của con trai nhà này, chứ biết chừng lại có lợi đấy. Lời này đã thuyết phục được người tìm thấy đồ hộp. Người nọ bặm môi nói. Chuyện này ta phải hỏi thử ý nhị ca đã. Nói xong, hai người tìm thêm một lúc rồi quay lại đoàn xe tìm người quản lý mọi việc. Nhị ca. Nhị ca tên thật là Viên Nhị Nguyên. Mọi người đều gọi anh ta là Nhị ca. Hai người này quay về nói lại ý của bọn họ với Viên Nhị Nguyên. Viên Nhị Nguyên trầm ngâm một lúc rồi bảo, giờ vật tư càng ngày càng khó kiếm. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là đoàn xe không thể cầm cự tới được căn cứ A. Bạch Nguyên nhất định là còn có vật tư giấu giếm cho riêng mình. Nếu lão ta chịu giao ra thì chuyện này cho qua. Nếu lão ta không chịu nghĩ cho mọi người thì người bất nhân chớ trách ta bất nghĩa. Lời của Viên Nhị Nguyên đã cho mọi người một cái cớ hợp lý. Có người nói, phải, bọn họ ích kỷ thì không thể trách chúng ta được. Người đến đủ cả chưa? Viên Nhị Nguyên nhìn lướt qua đám người đứng xung quanh mình. Bạch Sùng bị anh ta chia cho một khu vực nguy hiểm, chưa thể về ngay được. Tất nhiên, có lẽ cả đời này cũng không thể về được nữa. Anh ta đếm người, đều đã tới đủ. Viên Nhị Nguyên đanh mặt hô, đi, tìm người thôi. Cả đoàn người kéo tới chỗ vợ chồng họ Bạch. Diệp Trần sốt ruột, vội chạy đi tìm Bạch Sùng. Chẳng kịp để tâm xem mình có bị người phát hiện hay không. Cô chạy thẳng một mạch tới chỗ Bạch Sùng kêu meo meo. Bạch Sùng vẫn còn đang mải tìm đồ, Diệp Trần nhảy lên mặt quầy kêu lên đầy kích động. Nhưng mà hiện giờ, hơi của cô hơi ngắn không kêu được âm dài, giống như bọn chó con kêu méo méo, méo, cực kỳ rất có nhịp điệu. Bạch Sùng nghe thấy tiếng cô gọi ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngẩn ra mất một lúc. Đây là mèo ư? Còn là một con mèo chưa dứt sữa nữa chứ? Bạch Sùng thấy khá bất ngờ, bởi vì ở thế giới này, những sinh vật nhỏ bé yếu ớt đều đã bị zombie cắn chết. Con mèo nhỏ này chẳng những còn sống khỏe mạnh mà trông còn sạch sẽ, chẳng lẽ là có người nuôi? Trong đầu Bạch Sùng xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, cậu ta muốn dụ Diệp Trần xuống nên học theo tiếng mèo kêu, "Meo, xuống đây, meo." Diệp Trần, đồ đần. Diệp Trần bỗng rất muốn cho tên thiếu niên ngu ngốc này ăn một cái tát vuốt mèo. Có điều đây không phải là chuyện chính yếu. Diệp Trần muốn dẫn cậu ta về nhà, cho cậu ta biết cha mẹ cậu ta đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng cô không có cách nào biểu đạt. Nghĩ ngợi trong chốc lát, cô quyết định chọn một cách thức vô cùng giản dị. Đánh cậu ta. Chỉ cần chọc tức cậu ta nhất định sẽ đuổi theo. Cô sẽ dẫn cậu ta đi tìm cha mẹ. Diệp Trần lập tức vung móng vuốt lên gạt đồ xuống. Bạch Sùng nhíu nhíu đầu mày. Con mèo con chưa dứt sữa cứ thế gạt văng hết đồ nọ tới đồ kia vào người cậu ta. Bạch Sùng thấy hơi bực mình, muốn kệ xác nó. Nhưng con mèo này chẳng những hất đồ vào người cậu ta, mà còn chổng mông vào mặt cậu ta lắc mông đầy khiêu khích. Xong xuôi đâu đấy, nó bỏ chạy. Bạch Sùng lập tức đuổi theo, khiêu khích lắm. Cậu ta nhất định phải cho nó biết sự lợi hại của mình. Cậu ta chạy đuổi theo Diệp Trần ra tới ngoài, vừa chạy vừa la. Đứng lại, mày đứng lại đó cho tao. Cho dù Diệp Trần nhỏ thì có nhỏ nhưng lại vô cùng linh hoạt, kỹ năng tránh né tuyệt vời khiến Bạch Sùng chỉ có thể chạy đuổi theo suốt cả quãng đường. Hễ thấy sắp bắt được rồi thì thoát một cái lại để hụt mất. Diệp Trần cảm thấy kỹ năng chạy trốn của mình gần như là hoàn mỹ, còn Bạch Sùng thì càng ngày càng thêm tức. Cậu ta quyết tâm phải bắt được con mèo này, là phải nướng lên ăn thịt. Không ngờ vừa lao ra ngoài liền nhận ra tình hình bất thường. Tính cảnh giác mách bảo Bạch Sùng phải nấp đi, cậu ta trông thấy cha mình bị người ta quay lại, bắt phải giao nộp hết đồ còn giấu trong không gian ra. Bạch Sùng biết rõ, bọn họ đã đưa gần như hết tất cả mọi vật tư mình có ra để được nhận sự bảo vệ rồi. Không gian dị năng của cha cậu ta thực ra chưa đầy nửa mét vuông, thực sự cũng không cất trữ được bao nhiêu đồ. Bạch Sùng siết chặt nắm đấm, lén tiếp cận đám người. Ngay khi bọn chúng định động thủ với Bạch Nguyên, Bạch Sùng nổ súng. Mọi chuyện lập tức trở nên hỗn loạn. Bạch Sùng đánh nhau với bọn chúng, đạn bay tứ tung, một tên bổ nhào vào người Bạch Sùng, một tên khác đập mạnh vào đầu cậu ta. Diệp Trần muốn làm chút gì đó nhưng mọi kỹ năng cô học đều không thể áp dụng được với cơ thể mèo. Cô cuống cuồng xoay vòng vòng nhưng không dám ló đầu ra. Đầu Bạch Sùng bị đập chảy máu, cậu ta lắc lư người, muốn đi tới chỗ Bạch Nguyên. Cha! Cậu ta khàn khàn gọi, cố gắng đi lại đó. Còn tới cứu cha! Các người đang làm gì vậy?
Đúng lúc này một tiếng quát to từ trên trời giáng xuống, một quả cầu lửa đập trúng đám người đang định tấn công Bạch Sùng. Diệp Trần ngẩng đầu, trên nóc xe buýt không biết từ lúc nào đã có một gã thanh niên đáp xuống. Anh ta trông thì cũng chỉ mới ngoài 20, áo gió cộc tay, vác một cây súng máy trông ngầu lòi. Viên Nhị Nguyên ngẩng đầu bực tức quát lên, mày là đứa nào? Tôi. Đối phương nhíu mày, tôi là Trần Lâm. Mày là thằng mẹ nào? Một tên khác nhảy ra hỏi. Bạch Nguyên sốt sáng la lên, cứu mạng, thiếu hiệp cứu mạng. Mọi người đã xăm thế kỷ 22 tới nơi rồi mà vẫn còn được nghe mấy từ của thời cổ đại, đúng là chuyện lạ. Diệp Trần thấy Trần Lâm đã đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm thức tỉnh dị năng từ sớm, hiện giờ anh ta chắc chắn là cao thủ ở chỗ này, cho dù có gặp phải người mạnh hơn, thì với tư cách là nam chính, Trần Lâm chắc chắn sẽ gặp kẻ địch mạnh ta càng mạnh hơn. Có anh ta ở đây, Diệp Trần chẳng hề lo lắng chút nào nữa. Nghe Bạch Nguyên kêu cứu, Trần Lâm bỏ chút thời gian ngắn để cập nhật tình hình, rồi nói với Viên Nhị Nguyên. Các người thiếu vật tư phải không? Để gia đình này đi, tôi đem vật tư một ngày ra trao đổi. Không chịu hả? Trần Lâm cười gằn, thế thì đừng trách đây không khách khí. Viên Nhị Nguyên đắn đo suy nghĩ, Trần Lâm rõ ràng là một kẻ có dị năng. Hơn nữa khác với kiểu dị năng không gian của Bạch Nguyên, dị năng của Trần Lâm có khả năng tấn công và lại còn rất cao cấp nữa. Viên Nhị Nguyên không muốn hy sinh quá nhiều, không cần nghĩ lâu, anh ta gật đầu. Trần Lâm cho Viên Nhị Nguyên chuyển đồ đi. Sau khi Viên Nhị Nguyên dẫn người lên xe đi khuất, Trần Lâm bảo vợ chồng Bạch Nguyên để ý Bạch Sùng rồi một mình vào trong siêu thị. Thấy anh ta vào siêu thị rồi, Diệp Trần mới dám chạy lại chỗ Bạch Sùng, lấy chân đẩy đẩy người cậu ta. Cũng trong giây phút này, Lục Minh nhập vào cơ thể của Bạch Sùng. 666 bị hệ sống sắp xếp đi xem mắt, anh ta mày mò một hồi. Vừa tới đây, vào đúng ngày cuộc đời Bạch Sùng xảy ra bước ngoặt trọng đại. Nhiệm vụ lần này của anh ta vẫn là đưa nhân vật phản diện lội ngược dòng, kiếm điểm danh vọng, địa vị, tiền tài và người đẹp. Lục Minh mơ hồ có cảm giác ai đó đang đẩy người mình, mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn. Một con mèo con màu trắng chưa dứt sữa, có cái vớt đen hình trái tim đang ngồi canh bên cạnh, nhìn cậu ta đầy lo lắng. Thấy cậu ta tỉnh, mèo con giật mình nhảy giật lùi ra xa, trông cực kỳ đáng yêu. Lục Minh bật cười, vẫy tay gọi Diệp Trần. Anh ta biết chuyện vừa xảy ra, tất nhiên anh ta hiểu, con mèo này vừa rồi đã báo động cho Bạch Sùng biết. Lục Minh là một người rất thích mèo, trông thấy con mèo nhỏ này thì trái tim liền tan chảy. Anh ta nhìn Diệp Trần bằng ánh mắt đầy thân thiện. Diệp Trần nhận thấy sự cổ vũ trong đôi mắt của đối phương, rụt rè thò chân, đặt một chân vào lòng bàn tay của Lục Minh. Lục Minh nhẹ nhàng ôm bàn chân nhỏ của Diệp Trần rồi lắc lắc. Chào em. Lục Minh cười. Mèo con. Diệp Trần có cảm tưởng Bạch Sùng của giờ phút này tựa hồ có chút không giống với Bạch Sùng trước lúc hôn mê. Bạch Sùng trước hôn mê ở trong mắt có gì đó trông rất u tối khiến Diệp Trần cảm thấy đôi phần nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu Bạch Sùng dụ cô xuống cô không chịu tới gần. Còn Bạch Sùng đang đưa tay nắm móng vuốt của cô lúc này đây, trong mắt không hề có sự tăm tối. Ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng ấm áp, khiến cô cảm thấy rất an lòng, bất giác muốn tới gần hơn. Nhưng không hiểu sao, thứ cảm giác này lại khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Vậy nên cho dù trong lòng muốn đáp lại Bạch Sùng, cô vẫn quay đầu đi tỏ vẻ khinh thường. Lục Minh hay chính là Bạch Sùng ngẩn ra trước thái độ của Diệp Trần. Anh ta có cảm giác, hình như phải chăng mình vừa nhìn thấy sự khinh thường trong nét mặt của con mèo này? Lúc này Trần Lâm đã xử lý xong nhóm Viên Nhị Nguyên, anh ta là người yêu ghét rạch ròi, đối xử với kẻ địch tàn nhẫn như gió thu thổi sạch lá vàng. Trần Lâm thấy Bạch Sùng đã tỉnh, đang đi tới chào hỏi, không ngờ lại phát hiện ra Bạch Sùng đang cầm chân một con mèo nói chuyện với nó. Trần Lâm vừa nhìn thấy mèo, mắt liền sáng lên, đi vội tới hào hứng bảo, wow, là mèo này, cậu có mèo à? Tuổi đang trẻ mà có một con mèo thì đúng là tuyệt vời. Hơn nữa mèo của cậu đến giờ vẫn không bị nhiễm bệnh. Bạch Sùng nghe giọng điệu thích thú của Trần Lâm, bất giác nắm móng vuốt mèo nhỏ bé thật chặt hơn một chút nữa. Diệp Trần thấy hơi khó chịu, meo lên một tiếng tỏ ý bất mãn. Cô vốn định meo sao cho ghê gớm một chút, nhưng vì giọng quá nhỏ, tiếng kêu quá mỏng, vừa lên tiếng, Diệp Trần liền cảm thấy mất mặt, ngậm ngay miệng lại, hoàn toàn không có tí khí thế nào hết. Bạch Sùng nghe tiếng kêu của Diệp Trần, toàn thân như tan chảy. Trần Lâm càng thích thú hơn, lại nói nữa, đây là mèo con này, mấy tháng rồi thế, vẫn còn đang uống sữa à? Mấy tháng rồi? Bạch Sùng cũng không biết. Tuy vậy, cậu ta không muốn để Trần Lâm biết là bản thân không phải chủ của con mèo này,
Con mèo này nhất định phải có một người chủ, bằng không giờ thời thế như vậy, nó khó mà sinh tồn được. Thay vì để người khác làm chủ của nó, chỉ bằng để anh ta làm. Vậy là Bạch Sùng cười cười đáp, tầm hơn một tháng, tôi mới nhặt được trên đường mấy hôm trước. Giờ mà vẫn còn nhặt được loại mèo này. Trần Lâm rất ngạc nhiên. Bạch Sùng ôm Diệp Trần vào lòng, Diệp Trần cũng không dãy. Bạch Sùng thấy Diệp Trần không phản kháng thì trong lòng rất vui. Bế mèo đứng dậy hỏi Trần Lâm, tôi là Bạch Sùng, từ thành phố G đi căn cứ. Anh là... À, tôi là Trần Lâm. Trần Lâm vác súng lên vai, hất cằm về phía bắc. Tôi tới căn cứ ở thành phố B để tòng quân. Cậu muốn tới căn cứ nào? Tiện đường tôi đưa cậu đi luôn. Nghe thấy cái tên Trần Lâm, mắt Bạch Sùng hơi tối đi, nhưng rồi anh ta nhanh chóng nở nụ cười hòa nhã nói, vậy làm phiền anh, đây là cha mẹ tôi, Bạch Nguyên, Lý Hân. Bạch Sùng chỉ về phía cặp vợ chồng nhà họ Bạch đang sợ hãi kia, sau đó chỉ vào con mèo mình đang ôm. Đây là mèo của tôi, tên là Bạch Tiểu Trần. Bạch Sùng hơi ngập ngừng, phân vân giữa hai cái tên Tống Uyển Thanh và Diệp Trần. Thế giới trước anh ta chết tại Nam Kinh, lịch sử không thể thay đổi. Hệ thống khóa hết mọi năng lực đặc biệt anh ta có, anh ta chỉ có thể chiến đấu anh dũng như một người bình thường. Trong giây phút thành phố rơi vào tay giặc, anh ta chết ở Nam Kinh. Vào giây phút ấy, anh ta nhớ tới người đó. Anh ta nghĩ cô nhất định đã sẽ mặc kỳ vào đẹp đẽ, sống hạnh phúc ở Hương Cảng. 666 nói cho anh ta biết Tống Uyển Thanh hoàn thành nhiệm vụ thay anh ta. Năm 2000 trả văn vật lại cho quốc gia. Anh ta nghĩ cuộc đời của Tống Uyển Thanh hẳn là cũng không tệ. Cô sống không tệ, anh cũng an tâm. Đã bị tẩy trừ tình cảm kiếp trước của anh ta đã phai nhạt, nhưng anh ta vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra. Anh ta bỗng nhận ra, hóa ra rốt cuộc mình vẫn không hiểu người con gái này, thậm chí ngay cả thực ra cô ấy tên là Diệp Trần hay là Tống Uyển Thanh, có phải là Tống Uyển Thanh thật không, cũng không rõ. Có điều, chuyện này cũng không quan trọng, một cuộc đời mới đã bắt đầu rồi. Bạch Sùng xoa đầu Diệp Trần, Diệp Trần quay đầu lại nhìn anh ta, Bạch Sùng cười cười gọi cô, Tiểu Trần. Diệp Trần phớt lờ anh ta, giờ Bạch Sùng cũng không có thời gian quan tâm cô, vỗ nhẹ đầu cô như dỗ trẻ con. Em tên là Bạch Tiểu Trần, phải nhớ nhé. Diệp Trần không quay đầu lại, Bạch Sùng ngẫm nghĩ. Em không để ý tới anh, không phải là em bị điếc đấy chứ. Anh mới bị điếc ấy. Diệp Trần xoay đầu lại kêu lên một tiếng đầy hung ác. Bạch Sùng cười rộ lên, y như thể hiểu ý cô, gật đầu đáp. Vâng vâng, em không phải đồ điếc. Nói chuyện với cả một con mèo, tên này chắc là mất trí rồi. Bạch Sùng và Trần Lâm nói chuyện với nhau một lúc. Trần Lâm đi một mình suốt hành trình cũng cô đơn. Thật ra vốn cũng cần có một người giúp sức. Bạch Sùng liền kết đội với Trần Lâm. Hai người hẹn trước, đưa cha mẹ của anh ta tới căn cứ rồi hai người sẽ tới căn cứ ở thành phố B để tòng quân. Đây vốn cũng chính là con đường Bạch Sùng tự hoạch định cho mình. Giờ có Trần Lâm trợ giúp, trong lòng Bạch Sùng tất nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạch Sùng hiểu rõ tình hình của mình. Anh ta là một kẻ toàn hệ dị năng nhưng ban đầu không thể hiện ra được. Máu của anh ta lại có khả năng kích hoạt dị năng của người khác, khiến anh ta rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Anh ta giống như một miếng thịt đường tăng, ai ai cũng muốn ăn vậy. Nguyên thân của Bạch Sùng vốn là kích hoạt dị năng của người khác để bảo vệ chính mình, sau này thì bị bắt lại ngày ngày rút máu. Vậy nên tranh thủ lúc này đây, anh ta phải tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình chứ không phải bồi dưỡng nên một chỗ dựa. Tình cờ, Trần Lâm lại đúng là một lựa chọn cực tốt. Là nam chính của một chuyện không ngừng phản công thăng cấp, Trần Lâm luôn thuận buồm xuôi gió, gặp địch mạnh ta càng mạnh hơn, không bao giờ phải chịu ấm ức. Thức tỉnh dị năng từ rất sớm và sau này sẽ trở thành cao thủ số 1, số 2, được làm anh em của người này để y bảo vệ cho. Đối với Bạch Sùng, đúng là quá may mắn. Vì thế, anh ta nhanh chóng xưng huynh gọi đệ với Trần Lâm, nhận Trần Lâm làm đại ca. Trần Lâm nhìn xung quanh thương lượng với Bạch Sùng. Hai chúng ta chia nhau ra tìm vật tư, cướp lấy một ít cho lên xe. Bạch Sùng gật đầu, anh ta muốn giao Diệp Trần cho cha mẹ, nhưng anh ta vừa đưa Diệp Trần ra, Diệp Trần liền xòe móng, giãy giụa. Bạch Sùng hết cách đành nói với cô. Vậy anh mang em theo, em đừng gây sự nhé. Diệp Trần gật đầu, Bạch Sùng và đám người xung quanh trố mắt. Con mèo này quả nhiên có chút bất bình thường. Bạch Sùng bỏ Diệp Trần lên vai rồi đi theo Trần Lâm tìm đồ. Vừa rồi nguyên thân vốn đã đi tìm qua siêu thị này một lần, nhưng không tìm được gì cả. Nhưng nếu Bạch Sùng nhớ không nhầm thì kỳ thực chỗ này có một cái kho hàng ngầm, lối vào đã bị sập ngăn lại cho nên không bị người phát hiện. Vậy mà Trần Lâm vừa tới anh ta vấp ngã một cái liền phát hiện ra nó.
Nam chính đúng là may mắn vậy đấy. Nhưng hôm nay Bạch Sùng quyết định phải tìm ra nó trước Trần Lâm, vậy nên anh ta đi đằng trước Trần Lâm nói là mở đường. Diệp Trần ngồi xổm trên vai Bạch Sùng, nhìn con người đi tìm vật tư. Đi chưa được mấy bước, Diệp Trần bỗng để mắt thấy một tảng đá trông không được tự nhiên cho lắm. Cô kêu meo một tiếng rồi đột ngột nhảy xuống, chạy về phía nó, đi quanh tảng đá vờn tới vòng lui. Tiểu Trần, Bạch Sùng giật mình, vội chạy đuổi theo. Trần Lâm nghe thấy động tĩnh bên này nên cũng đi sang hỏi. Làm gì thế? Bạch Sùng không nói gì, định lại bế Diệp Trần lên, nhưng vừa tiếp cận tảng đá liền phát hiện ra tảng đá này có chút bất bình thường. Anh ta ngồi xổm xuống, áp người xuống dưới, gõ gõ. Trần Lâm sực hiểu ra, cậu cảm thấy chỗ này có hầm ngầm à? Ừ, Bạch Sùng đáp chắc nịch, gạt hết đám cỏ dại ra. Một cánh cửa sắt lộ ra trước mắt hai người, Trần Lâm và Bạch Sùng liếc nhau, lập tức mở xem thử. Dưới cánh cửa là một cái kho đầy áp hàng. Bạch Sùng và Trần Lâm liền bắt tay vào chuyển đồ, cha mẹ của Bạch Sùng cũng tới giúp, bốn người nhanh chóng lấp đầy hàng hóa vào xe, làm đầy không gian của Bạch Nguyên và cả không gian của Trần Lâm. Tới khi không gian của Trần Lâm cũng được lấp đầy, kho hàng này đã chẳng còn thừa lại là bao. Trần Lâm phấn khởi nói, chỗ còn thừa lại để cho người tới sau đi, chỗ vật tư này đủ để chúng ta ăn khá lâu rồi, lần này phải cảm ơn Bạch Tiểu Trần. Trần Lâm đi lại chỗ Diệp Trần trịnh trọng nói, cảm ơn mày nhé, ta sẽ cho mày ăn uống tử tế. Diệp Trần thích được người khác khen, cô meo lên một tiếng hưởng thụ. Bạch Sùng chìa tay bế Diệp Trần lên, lúc này mọi người đều đã thấm mệt. Bạch Sùng hỏi thử, tôi ngủ mấy tiếng rồi đổi phiên lái xe cho anh nhé. Trần Lâm gật đầu, ừ, cậu ngủ đi, tôi lái xe. Phân công nhau xong, Bạch Sùng liền bế Diệp Trần về phòng ngủ. Xe của Trần Lâm là loại xa xỉ, các phòng ngăn thành từng gian riêng, có hai phòng, nhà vệ sinh và bếp có đủ mọi thứ. Vợ chồng Bạch Nguyên ở một phòng, Bạch Sùng bế Diệp Trần vào ở một phòng. Bạch Sùng hơi mệt nhưng vẫn chịu được, quyết định đi tắm cho Diệp Trần. Dù sao cũng là mèo hoang, không biết có mang theo mầm bệnh gì không. Có điều thế giới này cũng chẳng có mầm bệnh nào đáng sợ. Bạch Sùng nói một tiếng với Trần Lâm, bảo là muốn tắm. Trần Lâm sảng khoái, đáp, tắm đi, tôi có dị năng hệ nước, đừng lãng phí là được. Bạch Sùng gật đầu, nói một lời từ tận đáy lòng, cảm ơn nhé. Nói xong Bạch Sùng bế Diệp Trần vào phòng tắm. Mới đầu Diệp Trần không nhận ra là mình đang đi đâu, sau đó mới sực hiểu ra, cô sợ tới mức co giò bỏ chạy. Bạch Sùng với cô túm lại, bất lực bảo, chạy gì mà chạy. Diệp Trần gần như muốn sụp đổ. Cô là một con mèo, bạn đã từng gặp con mèo nào thích tắm rửa chưa hả? Cứ cho là cô có thể chịu được việc tắm rửa thì vấn đề là cô không muốn tắm với Bạch Sùng, mắt mọc lẹo mất thôi. Tuy nhiên những lời này cô đều không nói ra được, chỉ có thể kêu meo meo. Bạch Sùng túm cổ cô vào phòng tắm, đóng cửa lại, bắt đầu cởi áo. Diệp Trần vừa thấy anh ta cởi áo thì liền nhắm tịt hai mắt lại. Bạch Sùng thấy buồn cười, cởi quần áo xong túm Diệp Trần lên. Diệp Trần liền bắt đầu ra sức đẩy anh ta ra. Bộ móng sắc của Diệp Trần được giấu kỹ trong đệm thịt màu hồng. Cô không hề định cào Bạch Sùng. Bạch Sùng chỉ cảm thấy đệm thịt mềm mềm đạp vào bàn tay. Tuy biết Diệp Trần làm vậy là đang phản kháng nhưng anh ta vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu, không nhịn nổi cười. Em đang phản đối hay là đùa nghịch thế? Diệp Trần dừng lại đột ngột nhận ra phản kháng như vậy không hề đủ để Bạch Sùng hiểu được quyết tâm không muốn tắm rửa của cô. Tuy lý trí vẫn biết là nên đi tắm, nhưng hễ vừa nghĩ tới nước là cô đã thấy khó chịu rồi. Vậy là trong lúc Bạch Sùng chờ nước nóng, cô mở to mắt, tung người nhảy bật lên, chụp lấy cánh tay Bạch Sùng, lấy đà phi lên đỉnh đầu vòi hoa sen đứng, từ trên cao nhìn xuống. Bạch Sùng ôi một tiếng, ngẩng đầu lên nghiêm mặt, xuống dưới. Anh ta che miệng vết thương giọng điệu cảnh cáo. Diệp Trần bẽ nghẽ nhìn đối phương, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường, từng cọng lông trên cơ thể đều như muốn nói. Chấm dựa vào bản lĩnh của mình lên được vòi hoa sen, dựa vào đâu mà phải xuống? Có giỏi thì lên đây mà bắt ta. Diệp Trần dùng ánh mắt miệt thị cúi đầu nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng nghiêm mặt nhìn lại Diệp Trần, một mèo một người im lặng đấu mắt. Được một lúc thì Bạch Sùng lạnh giọng hỏi, em không xịu xuống chứ gì? Diệp Trần meo một tiếng, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ. Bạch Sùng với tay lấy vòi hoa sen, Diệp Trần lập tức nhảy xuống vai Bạch Sùng, rồi từ đó tung người nhảy lên tay nắm cửa. Cửa phòng tắm đã bị Bạch Sùng đóng lại. Diệp Trần thử mở cửa nhưng vì là cửa thiết kế kéo vào trong cho nên Diệp Trần liều mạng mèo cũng không cách nào kéo ra được. Và lúc này Bạch Sùng thử nước, thấy đã đủ ấm, bèn phun thẳng về phía Diệp Trần. Diệp Trần
thét lên một tiếng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bạch Sùng cầm vòi hoa sen đuổi theo sát đằng sau cô, phun ướt hết lông của cô rồi lại lấy sữa tắm túm cô lại, muốn trà bọt lên người cô. Diệp Trần liều mạng phản kháng, khiến Bạch Sùng thương tích đầy mình. Bạch Sùng dùng vũ lực trấn áp, vừa tắm vừa mắng: "Tiểu tổ tông, ngoan nào, ối nhẹ thôi, anh động thủ bây giờ, ối chao, em xuống tay được lắm." Với tinh thần không màng sinh tử, cuối cùng Bạch Sùng cũng tắm rửa sạch sẽ xong cho Diệp Trần, lông ướt sũng nước khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô lạnh quá, run lên. Bạch Sùng quấn cô vào trong khăn lông, ôm cô vào lòng rồi ra khỏi phòng, hỏi Trần Lâm đang lái xe: "Có máy sấy không? Nó hơi lạnh." "À có, ở trong ngăn kéo thứ hai của cái tủ màu hồng ấy." Trần Lâm nói to. Bạch Sùng tìm thấy máy sấy, đặt Diệp Trần lên hai chân, bật máy sấy lông cho cô. Diệp Trần không hề từ chối, cô đã lạnh lắm rồi. Bạch Sùng giữ máy sấy ở khoảng cách vừa phải, hơi ấm giặt rào khiến Diệp Trần cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Bạch Sùng vừa sấy vừa trải lông cho cô. Diệp Trần ngồi ngoan, lười biếng kêu một tiếng: "Meo." Bạch Sùng cảm nhận được Diệp Trần đang vui, anh ta không nén nổi cười: "Thoải mái chứ hả?" Diệp Trần cũng mặc kệ anh ta, vươn vươn cổ ý bảo anh ta gãi ở chỗ đây này. Bạch Sùng hiểu ý, một mặt gãi giúp cô, một mặt bảo: "Vừa nãy tắm cũng ngoan được như thế này thì có phải tốt không?" Diệp Trần cảm thấy Bạch Sùng đúng là cái đồ ngớ ngẩn. Nếu tắm rửa mà cũng thoải mái được như thế này thì cô còn đánh nhau với anh ta làm gì? Sấy khô lông, Bạch Sùng thả Diệp Trần vào trong ổ chăn rồi đi tắm cho mình, tìm Ergo dán lên những chỗ bị thương. Lúc anh ta làm xong những việc này, Diệp Trần đang nằm trong ổ chăn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề hết sức gay go. Với thân phận là một con mèo, cô làm thế nào mà thực hiện nhiệm vụ được đây? Chẳng có lẽ lại dựa vào dễ thương để làm nũng? Gấu trúc mới thế chứ. Diệp Trần trái lo phải nghĩ, bỗng nhớ ra một chuyện. Mẹ kiếp, Bạch Sùng là đường tăng mà, thịt của anh ta có thể thích hoạt dị năng. Tuy cô là một con mèo nhưng chắc là cũng không có vấn đề gì lớn. Nghĩ vậy, Diệp Trần lập tức xòe móng vuốt ra kiểm tra, soi thử xem có dính máu của Bạch Sùng không. Hiện thực rất tàn khốc. Không có. Nhưng mà không sao, Diệp Trần mai phục trong ổ chăn, ủ mưu Bạch Sùng mà tới sẽ cho anh ta ngay một phát chí mạng. À không, là một phát cào chí mạng. Diệp Trần nằm trong ổ chăn chờ Bạch Sùng. Bạch Sùng đang tắm, cô hơi buồn ngủ rồi. Bạch Sùng tắm xong ra ngoài bôi kem dưỡng da. Cô đã mệt lắm rồi, cô thật không hiểu nổi. Đã là mạt thế, Bạch Sùng với Trần Lâm sao còn sống xa xỉ như vậy, lại còn bôi cả kem dưỡng da. Bạch Sùng soi gương dán Ergo. Diệp Trần chịu không nổi nữa, cô nghĩ Bạch Sùng sao có thể ái tới thế được chứ, không phải chỉ là một vết thương nhỏ nhỏ thôi sao, có cần phải dán Ergo không? Diệp Trần vừa mỉa mai vừa dần dần thiếp đi. Không biết bao lâu sau, mơ màng có cảm giác được bế lên chuyển sang chỗ khác. Cô sực nhớ ra, phải rồi, cô muốn đánh Bạch Sùng, cô muốn máu của anh ta. Diệp Trần lập tức vùng dậy, tung một cước. Cô không biết mình đã cào được vào chỗ nào, chỉ nghe thấy tiếng Bạch Sùng kêu đau lên một tiếng, khom lưng ôm nửa người dưới. Diệp Trần ngẩn ra, giơ tay nhìn nhìn móng vuốt của mình, rồi lại nhìn nhìn Bạch Sùng, không dám tin điều bản thân vừa làm. Bạch Sùng đau đến mức phải một lúc lâu sau mới đứng dậy được rồi bắt đầu lẩm bẩm: "Anh muốn ném em xuống, Bạch Tiểu Trần, anh nói cho em biết, em chết chắc rồi. Anh nhất định sẽ vứt em lại một chỗ hoang vu, nhất định phải cho em biết một con mèo sống một mình sẽ khổ đến thế nào." Nói xong, Bạch Sùng dừng lại ngẩng đầu, định đi bắt Diệp Trần. Nhưng vừa nhìn lên, liền nhìn thấy một bé mèo con đang ngơ ngác nhìn anh ta, với mắt đầy mông lung, anh ta bỗng không còn thấy cáu chút nào nữa. Đáng yêu như thế, dù làm gì cũng đều có thể tha thứ được. Không phải chỉ là bị cào một chút thôi sao? Nó còn nhỏ mà, có biết gì đâu chứ. Bạch Sùng hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười. "Tiểu Trần à, anh thương lượng với em một chuyện nhé, được không?" Diệp Trần dương mắt nhìn anh ta. Bạch Sùng gắng hết sức mỉm cười, giọng đầy nhún nhường: "Sau này không được tùy tiện cào người nữa nhé, được không?" Vừa dứt lời, Diệp Trần liền cào ngay một cào lên tay anh ta. Cào xong, Diệp Trần lập tức đưa chân lên liếm liếm máu. Cảnh tượng này ở trước mắt Bạch Sùng chính là khiêu khích. Con mèo trước mặt này chẳng những cào anh ta mà cào xong lại còn tao nhã vô liêm sỉ liếm móng vuốt, sức láo ra vẻ: "Anh làm gì được tôi nào?" Bạch Sùng dù có tốt tính hơn nữa cũng phải nổi cáu, túm Diệp Trần lên, bỏ vào trong phòng tắm. Chân Diệp Trần dẫm vào nước thấy cực kỳ khó chịu, kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ với Bạch Sùng. Bạch Sùng thấy cô dựng lông lên, bèn nghiêm khắc bảo: "Tự kiểm điểm lại bản thân đi, không kiểm điểm xong không cho ra." Nói xong, Bạch Sùng nhốt cô lại, xoay lưng bỏ đi. Diệp Trần mắng anh ta, tiếng kêu vừa chói tai vừa ghê gớm.
Bạch Sùng hừ một tiếng, chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ. Diệp Trần quay sang đánh giá sự biến đổi của mình. Cô giơ móng lên nhìn, vẫn là chân mèo lông trắng. Vẫy vẫy đuôi, vẫn còn đuôi. Thử cảm nhận bên trong cơ thể, chẳng có dị năng gì. Móng Bạch Sùng chẳng phải là vô dụng, hay là do cô uống quá ít? Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời meo meo cầu cứu. Chỗ này thật sự là khó chịu. Ban đầu Bạch Sùng còn ngủ được, sau đó nghe tiếng kêu vừa nhỏ vừa mềm yếu của Diệp Trần, chẳng mảy may còn vẻ uy phong như vừa rồi. Chớp một cái, Bạch Sùng lại thấy đau lòng. Mày xem, Bạch Tiểu Trần đáng yêu biết bao, giờ chắc chắn là em ấy đã biết sai rồi. Bạch Sùng nghĩ, thực sự không chịu được, chạy sang phòng tắm, bế Diệp Trần ra, vừa bế vừa cào nhào bảo, biết sai chưa? Diệp Trần liều mạng gật đầu, Bạch Sùng rất vui. Ôm Diệp Trần trong lòng, cẩn thận lấy khăn lau bàn chân, dẫm phải nước cho cô, rồi ôm cô bỏ vào trong ổ chăn. Được rồi, đừng nghịch nữa nhé. Bạch Sùng vuốt vuốt lông của cô dịu dàng bảo, ngủ thôi. Diệp Trần cọ cọ vào người anh ta, meo một tiếng coi như trả lời, sau đó nằm trên ngực Bạch Sùng, gối đầu lên ngực anh ta khò khè ngủ say. Lúc ngủ, Diệp Trần không kêu gừ gừ như lũ mèo mà còn siêu siêu siêu, tiếng thổi bong bóng. Bạch Sùng không chê ồn, còn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cúi xuống hôn lên đầu Diệp Trần rồi nhắm mắt lại ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, Diệp Trần thấy hơi nóng, cảm giác có một luồng nhiệt đang bốc lên trong cơ thể. Cơ thể cô dường như đang giãn dài ra, chân dài thẳng tắp, tấm lưng mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn. Diệp Trần nóng quá, khó chịu, vẫy vẫy đuôi, thế rồi đột ngột tỉnh giấc. Cô là người sao lại có đuôi? Sau đó tỉnh táo lại, lại nghĩ, không đúng, cô là mèo. Nhưng mèo sao lại có chân? Diệp Trần lập tức ý thức được cái gì đó sai sai. Bấy giờ cô mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã biến thành người. Bạch Sùng vẫn đang ngủ say, tay gác lên người cô. Diệp Trần xị mặt phe phẩy đuôi. Cô phát hiện mình đã biến thành một thiếu nữ. Một thiếu nữ có tai mèo, đuôi mèo. Vì cô không mặc quần áo nên cả cơ thể đều đang trần truồng. Diệp Trần lập tức trốn khỏi cái ôm của Bạch Sùng, bắt đầu nghiên cứu cơ thể mình. Tạm thời cô cũng không muốn để người ta phát hiện chuyện bản thân biến thành người. Thế giới này cực không thân thiện với con người. Trong cảnh tận thế, ai nấy đều sống ích kỷ. Hơn nữa, với tính cách của Bạch Sùng, dùng thân phận con người để tiếp cận anh ta nhất định sẽ bị anh ta đề phòng. Chẳng bằng bắt đầu từ một con mèo, tiếp cận từng bước một. Vậy là Diệp Trần chuyển sang nghiên cứu cách làm thế nào để biến về lại làm mèo. Cô dùng cách sử dụng thần thức học được ở thế giới tu chân để kiểm tra cơ thể, phát hiện trong bụng có thêm một nguồn năng lượng tương tự như kim đan của tu chân. Diệp Trần biết ở mặt thế nó chính là hạt dị năng. Mỗi người mang dị năng đều có một hạt dị năng như vậy. Hạt dị năng chứa năng lượng của cơ thể. Nếu một người bị mất hạt dị năng thì chẳng những người đó sẽ mất hết sức chiến đấu bằng dị năng, mà hạt dị năng này còn có thể đem đi sử dụng như một loại pin. Vậy nên ở thế giới mặt thế, hạt dị năng cũng là một loại tài nguyên. Lúc này đây, từ hạt dị năng có một nguồn năng lượng như dòng điện đang chạy vào trong cơ thể của cô. Diệp Trần tập trung tinh lực, thử bắt hạt dị năng thu những năng lượng đó về. Dòng năng lượng như một con sông lập tức ào ạt chảy ngược về hạt dị năng. Khi giọt năng lượng cuối cùng bị thu về, Diệp Trần có cảm giác thế giới bỗng thay đổi. Cô đã biến trở về làm mèo. Diệp Trần thử lại thêm một lần nữa, cho năng lượng chảy ra, vận chuyển trong cơ thể. Cơ thể lại nhanh chóng biến thành thiếu nữ. Sau khi biết được cách biến hình, Diệp Trần liền biến về lại làm mèo, ngoan ngoãn nằm cạnh Bạch Sùng, nhắm mắt ngủ. Còn Bạch Sùng thì có cảm giác mình đã nằm mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có một thiếu nữ ở Trần nằm cạnh anh ta, được anh ta ôm trong lòng. Thiếu nữ ấy cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt trong veo, đôi tay mèo mềm mại, biết dựng cục theo cảm xúc của cô nàng. Cô nàng còn có một cái đuôi, chiếc đuôi lắc qua lắc lại cọ lên cơ thể anh ta. Tới lúc Bạch Sùng bị Trần Lâm đánh thức, Diệp Trần vẫn đang ngủ khò khè say sưa. Bạch Sùng nghĩ chắc là mình có bệnh, vò vò tóc khó chịu. Trần Lâm bật cười. Sao đấy? Muốn đàn bà à? Bạch Sùng bị nói trúng tim đen, đẩy anh ta một cái. Muốn đàn bà cái gì? Muốn mèo ấy. Ừ, đó đâu chỉ là đàn bà, mà đó còn là một con mèo nữa cơ. Trong lúc Bạch Sùng lái xe, Trần Lâm thay anh ta tiếp quản Diệp Trần. Trần Lâm ôm cô vào lòng. Lúc Diệp Trần sáng mai tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị thay bạn giường. Diệp Trần dựng ngược lông. Bạch Sùng thật quá to gan, nói thay người liền thay người, coi cô là hạng ai cũng được ôm hay sao? Trần Lâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hé mắt ra thấy Diệp Trần đang nhìn mình, cúi đầu muốn hôn Diệp Trần, lẩm bẩm nói, chào buổi sáng. Diệp Trần giơ chân lên chặn mặt Trần Lâm lại, Trần Lâm cảm nhận được lực cản,
mở hẳn mắt ra xem, thấy Diệp Trần lạnh lùng nhìn mình, thái độ biết rõ rành rành trên mặt. Điều dân mau cút ra xa. Trần Lâm rầu rầu cảm khái, đúng là mèo nhà người ta, vốn định cho mày ăn cơm cá khô nhưng nuôi nấy, nuôi nữa thì vẫn là mèo của người khác, đến thơm cũng không cho thơm, thôi vậy. Vừa nghe thấy có cơm cá khô, Diệp Trần lập tức đong đưa đuôi, chậm chậm thu móng vuốt về, vẻ mặt như muốn nói, thực ra ta cũng không thèm để ý, thấy ngươi đáng thương nên bố thí cho ngươi đó. Khoan thai tào nhã, đưa người về phía trước, kêu meo một tiếng, tỏ ý, thơm đi. Trần Lâm thấy hiếu kỳ, xét đến mọi việc đều có thể xảy ra ở mặt thế bèn hỏi thử, có phải là mày nghe hiểu người ta nói gì không? Diệp Trần gật đầu. Trần Lâm hít một hơi thật sâu, mày quả nhiên là một con mèo khác thường. Diệp Trần kiêu ngạo gật đầu. Trần Lâm sán tới nói nhỏ, chỗ anh đây có cá cơm khô, có thể cung ứng liên tục không gián đoạn, mày thấy qua làm mèo của anh thì thế nào? Diệp Trần liếc anh ta một cái xem thường, anh ta thật là quá coi khinh loài mèo. Diệp Trần này là một con mèo thiếu trải sự đời như vậy sao? Chỉ mấy con cá cơm khô đã mơ tưởng mua trụ được cô. Anh ta tưởng cô không biết thế giới này còn có sự tồn tại của lẩu Trung Khánh, ma lạt năng, canh đậu phụ đầu cá, mì trúc thăng há cảo tôm, thịt xào ớt xanh, sushi, sashimi, mì cay địa ngục, canh thịt kiều các kiểu hay sao? Cô quay đầu đi, phớt lờ anh ta. Trần Lâm tỏ ra đầy hâm mộ. Wow, mày thật là trung thành với Bạch Sùng, anh cũng muốn một con như thế này. Diệp Trần hừ một tiếng không nói gì, xem ra đụng phải thằng ngớ ngẩn rồi. Trần Lâm là thể loại người rất dễ thỏa mãn, anh ta bế Diệp Trần đặt lên đùi, dùng tay vuốt lông cho Diệp Trần. Cảm giác thế này rất dễ chịu, Diệp Trần phát ra tiếng kêu gừ gừ của loài mèo. Những khi thoải mái, Trần Lâm chuyên chú vuốt lông mèo hòng để lại cho Diệp Trần một ấn tượng tuyệt hảo. Từ khi mặt thế bắt đầu tới nay, Trần Lâm vốn là người lạc quan như ánh mặt trời, trải qua nhiều chuyện hiểm ác, không biết từ lúc nào đã không còn dám quá dễ tin người nữa. Giờ gặp được Diệp Trần, trong lòng Trần Lâm thật sự thấy rất vui. Vì một con mèo con đáng yêu, đối với Trần Lâm, nó tượng trưng cho một cuộc sống tốt đẹp mà anh ta đã từng có. Khi ấy mọi người tranh nhau làm sen cho boss mèo, còn khi mặt thế đến, những động vật nhỏ như thế này cũng không chết trong miệng zombie thì cũng bị biến thành đồ ăn, một số thì bị bỏ rơi chết đói. Diệp Trần áp vào người Trần Lâm, gà gật muốn ngủ, Bạch Nguyên ra lái xe thay cho Bạch Sùng. Bạch Sùng mệt mỏi về phòng, bắt gặp ngay cảnh Trần Lâm đang chuyên chú vuốt lông mèo. Bạch Sùng nguyên là một người có ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, cho dù chỉ là một con mèo cũng không ngoại lệ. Bạch Sùng thấy Diệp Trần bị Trần Lâm ôm, trong lòng không được thoải mái, làm bộ như là tiện tay, bế mèo lên ôm vào lòng mình. Đúng lúc này thì Diệp Trần tỉnh táo lại. Không đúng, cô bán sắc cả sáng hôm nay rốt cuộc là vì cái gì? Là vì cá cơm khô. Cô vươn móng ra cấu áo của Trần Lâm, kêu mèo mèo loạn lên. Trần Lâm ngơ ngác rồi mới nghĩ ra, bỏ tay với nó. Được rồi, anh nhớ cá cơm khô của mày rồi, giờ anh lấy cho mày đây. Nghe vậy Diệp Trần mới bịu buông tay ra. Trần Lâm lục tìm cá cơm khô, lấy cho Diệp Trần rồi rời giường đi rửa mặt. Trần Lâm đi rồi, Diệp Trần đang ăn cá cơm khô thì bất thình lình bị người túm cổ. Không ổn, làm gì đấy? Diệp Trần suýt nữa thì hóc cá cơm khô, hoảng hốt ngoái đầu nhìn. Bạch Sùng nhìn cô cười nửa dịu dàng nửa ghê rợn. Cá cơm khô, ăn có ngon không? Diệp Trần run run, meo cũng không dám meo. Bạch Sùng lúc này khiến người ta linh cảm thấy sự nguy hiểm, căn bản không có ý dám phản kháng. Một tay Bạch Sùng túm cổ cô, một tay nhẹ nhàng vuốt lông thong thả nói. Anh cực kỳ ghét người khác lừa dối mình, dù mèo hay chó tất cả đều giống nhau. Bạch Tiểu Trần, em là mèo của anh. Bạch Sùng gằn giọng, em hiểu chưa? Diệp Trần liều mạng gật đầu, sao cô lại quên được chứ? Bạch Sùng là một tên biến thái nhân cách phản xã hội bẩm sinh. Nói xong những lời này, thấy mèo con gật đầu, Bạch Sùng liền chắc chắn được một chuyện. Con mèo này thực sự nghe hiểu được tiếng người. Hơn nữa, nó còn là loại mềm nắn rắn muông, càng nhân nhượng thì càng lấn tới. Trong bản chất của Bạch Sùng gốc vốn có chút bạo ngược, bình thường Bạch Sùng vẫn dùng trái tim nhiệt huyết chính nghĩa của mình để đối kháng lại với cảm xúc của bạn gốc. Nhưng với con mèo nhỏ này, đôi khi cứ giải tỏa cảm xúc đen tối này ra thì lại tốt hơn. Bạch Sùng điều chỉnh lại phương pháp dạy mèo rồi ngẫm nghĩ, bảo với cô. Nhưng nếu chỉ là để lừa cá cơm khô, thì anh cho phép. Diệp Trần gật đầu, đẩy hết chỗ cá cơm khô lại cho Bạch Sùng, meo meo mấy tiếng cầu hòa. Bạch Sùng vừa lòng vỗ vỗ đầu cô, không nói nhiều thêm nữa.
Căn cứ cách họ gần nhất cũng phải đi mất khoảng 2 ngày đường. Cái chính là vì nhiều đoạn đường hiện giờ đã bị phong tỏa. Họ phải đi vòng qua đường mòn trong núi, khiến lộ trình bị kéo dài. Đã chạy 2 ngày đường, còn thêm một buổi sáng nữa là họ sẽ tới được căn cứ. Đúng lúc này Bạch Nguyên đột nhiên la lên. Hình như tôi nhìn thấy một cái siêu thị. Nhìn thấy siêu thị là phải vào tìm thử xem có kiếm chắc được chút đồ nào không. Rồi đã trở thành một thói quen khó bỏ của những con người ở mặt thế. Nghe Bạch Nguyên nói vậy, Trần Lâm lập tức hô dừng xe, kéo Bạch Sùng xuống đi tìm đồ. Diệp Trần nghe bọn họ bàn nhau, không hiểu tại sao trực giác bỗng cảm thấy bất ổn. Trong lỗ tai có tiếng thứ gì đó rất khó chịu như bị ù đi, vừa chói vừa ngân dài, khiến cô cảm thấy rất sốt ruột, vô thức cào móng. Thấy Bạch Sùng vác súng đi ra ngoài, Diệp Trần liền nhảy lên người Bạch Sùng cào cấu không muốn để anh ta đi. Bạch Sùng vỗ vỗ đầu cô hiền lành bảo, Tiểu Trần đừng nghịch. Về anh cho em ăn cá cơm khô nhé. Diệp Trần kêu gừ gừ cảnh báo, Trần Lâm liền túm cô ném vào trong phòng. Đi thôi. Bốn người trưởng thành cầm súng đi vào siêu thị, bỏ lại mèo con Diệp Trần ở trong xe một mình. Diệp Trần sốt ruột, nhìn đám mây đen ngoài trời đang tụ lại, cứ có cảm giác hơi bất an. Trong lòng Bạch Sùng cũng không được thoải mái. Bạch Điểu Trần vẫn luôn ngoan ngoãn. À không, là tương đối ngoan ngoãn. Ít nhất nếu họ đi tìm đồ thì Diệp Trần sẽ không ra sức cản trở lại như vậy. Bạch Sùng vẫn luôn cho rằng Bạch Điểu Trần không chỉ là một con mèo bình thường, có khả năng là có một chút dị năng đặc biệt nào đó. Ví dụ như là có thể nghe hiểu được họ nói chuyện. Điều này với những con mèo bình thường tuyệt đối là không thể. Vậy nên trước hành vi báo động của Bạch Điểu Trần, Bạch Sùng đâm ra cũng cảm thấy bất an. Nói với ba người kia, hay là thôi chúng ta quay lại đi, dù sao cũng sắp tới căn cứ rồi. Không được, Bạch Nguyên lập tức phản đối. Ông ta biết mình sắp tới căn cứ lại có Trần Lâm, một kẻ có dị năng đi theo. Trong lòng ông ta đã có quyết định của riêng mình. Tới căn cứ, chúng ta chắc chắn sẽ phải giao nộp chút gì đó, bằng không dựa vào đâu người ta phải chứa chúng ta. Nộp được càng nhiều thì địa vị của chúng ta càng cao. Tranh thủ đang có Tiểu Lâm ở đây, chúng ta cố gắng tìm thêm chút đồ, lúc tới đó không phải đi tay không. Đúng vậy, Trần Lâm gật đầu nói với Bạch Sùng, hiện giờ rất hiện thực. Bạch Sùng cũng không còn cách nào khác, đành theo bọn họ vào trong siêu thị. Cả nhóm chia làm hai hướng, Trần Lâm đi tìm một mình, Bạch Nguyên và mẹ Bạch Sùng đi theo Bạch Sùng. Trong lúc tìm đồ, Bạch Sùng loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó. Cha mẹ có nghe thấy tiếng gì không? Bạch Sùng quay lại hỏi cha mẹ, Bạch Nguyên nhíu mày. Làm gì có tiếng gì? Con đừng có chuyện bé xé ra to. Con chưa dứt lời, ba người liền nghe thấy tiếng nước mưa cực kỳ rõ ràng. Cùng với tiếng nước mưa rơi là tiếng một thứ chất lỏng nào đó đang chảy. Bạch Sùng nhíu mày ngẩng đầu lên, thình lình nhìn thấy một con nhện. Một con nhện khổng lồ to bằng hai người đang bám trên trần nhà. Bạch Sùng không chút chần chừ hét lên gọi cha mẹ, chạy! Con nhện khổng lồ lao về phía ba người, tốc độ rất nhanh. Bạch Sùng nổ súng che cho cha mẹ, đồng thời la lên, con đoạn hậu cho, chạy mau! Không cần Bạch Sùng phải nói, vợ chồng Bạch Nguyên vốn đã sợ vỡ mật. Hai người chạy hồng hộc một mạch ra ngoài, Bạch Sùng đánh nhau cầm chân con nhện khổng lồ, định để vợ chồng Bạch Nguyên chạy xa rồi mình mới chạy. Thế nhưng không ngờ, trong lúc anh ta đang đánh nhau, bỗng nghe rầm một tiếng. Bạch Sùng giật mình quay đầu lại, cha mẹ anh ta ấy vậy mà lại đi đóng cửa lại. Bạch Sùng vội vàng chạy lại vỗ cửa, không ngờ cửa đã bị khóa ngoài. Cha mẹ anh ta nhốt anh ta lại trong này. Bạch Sùng ngẩn người, cũng trong chính chớp mắt ấy, con nhện khổng lồ xông về phía anh ta. Bạch Sùng lăn một vòng không kịp nghĩ bất cứ điều gì, lạnh lùng nhìn lại con nhện kia. Sự phẫn nộ của Bạch Sùng gấp bùng lên trong cơ thể anh ta. Thế giới này quả nhiên đúng như anh ta nghĩ, rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng bạc bẽo. Bạch Nguyên chạy một mạch như điên tới xe, nhanh chóng cho xe chạy. Trần Lâm cũng nhảy được lên xe hỏi Bạch Nguyên, Bạch Sùng đâu? Nó không còn nữa rồi. Bạch Nguyên run run, Trần Lâm lái xe lao như điên trên đường lớn. Là zombie dị năng cấp 4, tôi mới có cấp 3, không đánh lại được, chúng ta mau chạy thôi. Trần Lâm nhanh chóng kết luận chạy thẳng về phía căn cứ. Diệp Trần đứng sau cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thính lực của cô rất mạnh. Nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa Bạch Nguyên và Trần Lâm xong, Diệp Trần liền đanh mặt lại. Không có thông báo nhiệm vụ thất bại, chứng tỏ là Bạch Sùng vẫn còn sống. Bạch Nguyên nói dối, không được, cô phải đi cứu anh ta. Diệp Trần nhanh chóng biến lại thành người, lấy một chiếc áo, một chiếc quần trong ngăn tủ mặc vào rồi đeo hai thanh đao lên người, mở cửa đi ra ngoài. Mẹ của Bạch Sùng đang ngồi run rẩy trên sofa. Diệp Trần nhanh nhẹn nhảy ra sau lưng, kể đao lên cổ mẹ Bạch Sùng, bịt miệng bà lại, gằn giọng bảo. Tôi cho bà một cơ hội để nói chuyện,
Nếu bà dám gọi người, tôi sẽ giết bà ngay. Tôi hỏi bà, ông bà đã bỏ Bạch Sùng lại chỗ nào rồi? Mẹ Bạch Sùng thở hổn hển, Diệp Trần từ từ thả tay che miệng bà ta ra. Bà ta sốt sắng nói, kho hàng phía tây siêu thị, có một con nhện khổng lồ, cô định đi cứu nó phải không? Mau lên, ở phía tây ấy, có một cái cửa lớn. Còn chưa nói hết, Diệp Trần đã không còn kiên nhẫn nữa, bổ sống đao lên cổ để bà ta ngất đi rồi chui qua cửa sổ, biến lại thành mèo nhảy ra ngoài. Diệp Trần chạy như điên tới chỗ Bạch Sùng, cô chạy cực kỳ nhanh, nhanh ngoài sức tưởng tượng của cô. Hơn nữa, trong khi chạy, Diệp Trần phát hiện ra năng lực bật nhảy của mình tốt một cách lạ lùng. Độ mềm dẻo cũng vượt trội hơn người, cô còn có thể biến ra móng vuốt và răng nanh. Nói một cách đơn giản thì, toàn bộ những ưu điểm của loài mèo đều được bảo tồn trên cơ thể người. Cô đi theo hướng mẹ Bạch Sùng chỉ, tới được một kho hàng. Nghe thấy bên trong có tiếng súng nổ, Bạch Sùng cầm cự được đến lúc này thật sự là ngoài dự tính. Cô nhanh chóng biến lại thành mèo, nhảy qua đường cửa sổ. Lúc tiếp đất thì biến lại thành người. Bạch Sùng đang đánh nhau với con nhện khổng lồ kia rất căng. Lúc này cơ thể Bạch Sùng vẫn chưa có dị năng, trong khi đối thủ lại là một con nhện có dị năng cấp 4. Dị năng ở thế giới này được chia làm 8 cấp. Hiện tại đang là giai đoạn sơ khai của mặt thế. Cho dù là zombie hay người đều chưa tiến hóa được tới mức dị năng cao. Ấy thế mà một sinh vật như vậy lại bị Bạch Sùng đụng phải. Với cơ thể một con người bình thường, Bạch Sùng gần như phải đem hết mọi kỹ năng anh từng được học được ra dùng, vậy mà vẫn để dính phải nọc độc nhện phun ra. Nọc độc nhện có khả năng gây tê liệt con mồi. Bạch Sùng tự mua cho mình một viên thuốc giải độc trên hệ thống, nhưng để thuốc phát huy công hiệu thì cần có một chút thời gian. Trong khoảng thời gian chờ, anh ta bắt đầu cảm thấy động tác của mình chậm chạp dần. Tốc độ tấn công của con nhện lại mỗi lúc một nhanh, thấy nó sắp sửa lao tới, Bạch Sùng loạng choạng dịch sang một bên, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh ta vừa mới tới đây đã phải chôn vùi ở chốn này? Trong tay một con nhện khổng lồ sao? Anh ta còn đang muốn trở thành người đứng đầu thế giới này cơ mà. Bất kể thế nào, bét nhất thì anh ta cũng phải là nhân vật phản diện to nhất ở đây. Sao có thể phế nhân đến mức này được? Bạch Sùng vừa mỉa mai trong lòng, vừa liều mạng chạy. Trong nháy mắt khi con nhện sắp chạm được vào anh ta, một thanh đao sắc bỗng từ trên trời giáng xuống. Một cô gái cầm trường đao đâm thấu qua cơ thể của nhện khổng lồ, ghim thẳng nó xuống nền nhà. Bạch Sùng bị ép vào tường, con nhện chỉ cách anh ta vài centimet. Mắt nó nhìn chằm chằm vào anh ta, dường như vẫn còn đang cố gắng dãy dụa để chạm vào anh ta cho được. Bạch Sùng hoảng hốt, cựa một chút cũng không dám, đứng xem cô gái kia vung đao, chém con nhện thành hai nửa. Đây là một sinh vật dị năng cấp 4. Vậy mà vì cô gái kia chỉ một đao đã toi mạng, rốt cuộc người này bản lĩnh động trời tới mức nào? Bạch Sùng ngơ ngác ngẩng đầu, mặt anh ta toàn là máu nhện bắn vào, trông dính dính bẩn bẩn. Diệp Trần thấy ghê, bước lùi lại rồi mới nói, đi. Một câu mệnh lệnh, nói xong liền đi, trông đầy kiêu ngạo và lạnh lùng. Cơ thể của Bạch Sùng đã bị tê liệt, nhưng anh ta vẫn đứng dậy, cố hết sức khập khiễng đi theo Diệp Trần ra chỗ cửa lớn. Diệp Trần nhìn cái cửa bị khóa, nhíu nhíu mày, quay lại nhìn Bạch Sùng một cái. Bạch Sùng cười đắng chát, cửa bị khóa bên ngoài. Diệp Trần gật đầu, tung chân đá một cước, cửa lõm ngay một chỗ, in hình dấu chân. Người Bạch Sùng không to con, cửa này lại dày, ngay cả con nhện khổng lồ kia cũng không phá được. Vậy mà Diệp Trần đá một cước, liền lõm ngay một hốc. Cửa này khó mở hơn so với dự đoán, Diệp Trần cảm thấy hơi đau chân. Nhưng không muốn thể hiện là mình yếu trước mặt Bạch Sùng, bèn ra vẻ hờ hững, đưa đao cho Bạch Sùng lạnh nhạt bảo, lùi lại một chút. Có đại hiệp ở đây. Bạch Sùng ngoan ngoãn nghe lời lùi lại. Diệp Trần lùi mấy bước, vỗ vỗ tay rồi chạy hết đà, dồn khí tụ đan điền hét lớn một tiếng, dồn hết sức vào chân, tung một cú đá. Đá xong, Diệp Trần la lên oai oái, oái, gãy chân rồi, gãy chân rồi. Vừa nói cô vừa ôm chân, nhảy lò cò một chân trên mặt đất. Bạch Sùng chạy tới sốt sắng hỏi, người anh em, không sao chứ? Chỉ trong chưa đầy 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, xưng hô của Bạch Sùng đối với cô đã đổi thành người anh em. Cô ôm chân mấp máy môi, rất muốn cào chết cái tên ngốc nghếch này đi, nhưng vì đau quá không nói nổi tiếng nào, cô sợ mở miệng ra rồi thì hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng thế là mất hết. Trong lúc hai người nói chuyện, cửa kêu lên cọt kẹt. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Sùng đang định an ủi Diệp Trần là cửa có mở được hay không không quan trọng, miễn chân không gãy là được. Thì đúng lúc này cửa bỗng rụng ra, ngã sắp xuống. Diệp Trần quay sang nhìn Bạch Sùng, thái độ vừa kiêu ngạo vừa tự mãn. Bạch Sùng bỗng nhớ tới Bạch Tiểu Trần, anh ta vội nói, chúng ta mau đi thôi, tôi đi cùng xe với bạn tới đây, chắc là họ vẫn đang chờ.
Nói xong Bạch Sùng ngồi xổm xuống bảo với Diệp Trần, nào để tôi cõng anh. Diệp Trần cũng không khách sáo, nhảy ngay lên lưng Bạch Sùng. Động tác nhảy lên lưng của cô không phát ra một tiếng nào, nhanh nhẹ nhẹ nhàng như một chú mèo. Thuốc Bạch Sùng mua bắt đầu phát huy tác dụng, miệng vết thương trên người Bạch Sùng nhanh chóng khép miệng, cảm giác tê liệt cũng dần dần biến mất. Anh ta cõng Diệp Trần chạy ra ngoài, tới chỗ đậu xe lúc nãy mới thấy không có xe, chỉ còn dấu bánh xe. Bạch Sùng bất giác ngẩn ra. Lưng vợ chồng Bạch Nguyên chạy đi, đã khóa trái cửa lại, anh ta có nghe thấy tiếng. Thực ra anh ta cũng có thể hiểu ra được. Chỉ có vào lúc sinh tử, bạn mới biết được tình cảm chân thật sâu nặng ra sao. Đây là dị năng cấp 4. Từ góc nhìn của vợ chồng Bạch Nguyên thì con trai của họ ở lại cản phía sau nhất định chỉ có nước biến thành zombie. Nếu đã nhất định phải chết, chẳng bằng đóng cửa lại, cản con nhện khổng lồ lâu thêm một chút, để bọn họ chạy cũng yên tâm hơn. Bạch Sùng không phải Bạch Sùng gốc, nên chẳng quan tâm cặp vợ chồng này. Họ làm ra chuyện như vậy, Bạch Sùng cảm thấy bùi ngùi hơn là giận dữ. Có điều anh ta không ngờ Trần Lâm cũng biến mất. Bạch Sùng không tin tưởng Trần Lâm, nhưng anh ta tin tưởng vào nội dung thế giới. Anh ta vốn cho rằng dựa theo nội dung gốc, Trần Lâm hẳn là một kẻ sẵn sàng vào sinh ra tử vì bạn bè. Thế mà kết quả là anh ta đã bỏ chạy cùng vợ chồng Bạch Nguyên. Nam chính như vậy thì là nam chính thế nào được? À, không đúng. Bạch Sùng lập tức nghĩ lại, nam chính như vậy càng dễ bị ăn đòn hơn. Trong lúc Bạch Sùng đang ngây ra suy nghĩ, Diệp Trần lại tưởng rằng Bạch Sùng đang đau buồn. Có ai gặp phải chuyện này mà lòng chẳng buồn? Người thân yêu nhất của mình vào thời khắc quyết định đã đẩy mình ra đối mặt với hiểm nguy. Đòn đả kích như vậy, ai cũng thấy khó lòng chịu nổi cả thôi. Cô vốn định an ủi anh ta mấy câu, nào ngờ mở miệng ra lại thành, chà, bọn họ không cần anh. Nói xong, Diệp Trần liền... Ở trong cơ thể con mèo này, bất giác liền bị nhiễm tính nết của mèo. Cô cũng đâu có muốn như vậy đâu. Cô muốn giải thích nhưng không mở miệng được, đành im lặng đứng chờ xem Bạch Sùng đáp thế nào. Kết quả Bạch Sùng nghe cô nói vậy, xong chồng cũng không có vẻ đau lòng gì lắm. Gật gật đầu, thản nhiên nói, ừ, bọn họ cũng không cần tôi. Anh tên là gì? Anh định đi đâu? Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Được, Diệp Trần gật đầu, anh đã cầu xin tôi như vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý bảo vệ anh thôi. Bạch Sùng đang cõng Diệp Trần, cảm giác thật muốn vứt cái người này xuống. Nhưng nghĩ đến ơn cứu mạng vừa rồi, Bạch Sùng đành hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, người anh em tên gì vậy? Thứ nhất, tôi không phải là người anh em. Diệp Trần đáp ngay, giọng lạnh lùng, mang theo chút ngạo mạn. Thứ hai, tôi tên là Diệp Trần. Thứ ba, tôi định tới căn cứ gần nhất kiếm chút vật tư, rồi sẽ tới thành phố B tổng quân. Nghe thấy cái tên này, Bạch Sùng ngẩn người. Anh ta nhớ, Tống Uyển Thanh cũng tên là Diệp Trần. Anh ta quay đầu lại, một sườn mặt hướng về phía căn cứ, một sườn mặt hướng về phía Diệp Trần. Ánh mắt ngạc nhiên của anh ta làm Diệp Trần cảm thấy không hài lòng. Anh nhìn cái gì? Cô... Bạch Sùng cân nhắc từ ngữ, cẩn thận đặt câu hỏi. Cô vẫn luôn tên là Diệp Trần à? Đúng vậy. Vậy cô... Bạch Sùng mím môi suy nghĩ vì sao ở thế giới trước, Tống Uyển Thanh lại có khác biệt lớn với nội dung gốc tới như vậy. Tại sao Tống Uyển Thanh lại có võ công cao cường, trở thành thủ hạ số 1 của Hồng Xanh? Tại sao Tống Uyển Thanh lại tự xưng là Diệp Trần? Chẳng lẽ... Bạch Sùng có một suy đoán lớn mật. Cô có kiếp trước không? Diệp Trần quay ngoắt lại nhìn, ngẩn ra trước câu hỏi của Bạch Sùng. Cô nhìn anh ta cân nhắc câu trả lời. Bạch Sùng càng nghĩ, càng cảm thấy suy đoán của mình rất đáng tin. Anh ta nói thêm, ví dụ như cô từng có một người yêu, sau đó cô đội mũ xanh cho anh ta, móc nối với một gã đàn ông anh tuấn tiêu xái, nhiều tiền nhưng rất già, rồi ly hôn với anh ta, một kiếp trước kiểu như vậy thì sao? Dùng những từ ngữ này để miêu tả kiếp trước, cô hoàn toàn không hề muốn thừa nhận mình từng có một kiếp trước như vậy. Vậy là cô kiêu ngạo quay đầu đi, hờ hững đáp, đã từng yêu. Đã từng yêu? Câu trả lời kiểu gì vậy? Bạch Sùng ngơ ngác một giây rồi vội vàng truy hỏi, thế là ý gì? Tôi nói bừa thôi. Diệp Trần nhanh miệng đổi đề tài, giờ chúng ta đi đâu? Tới căn cứ đi. Không phải cô cũng định đi tới thành phố B tổng quân hay sao? Chúng ta tới căn cứ gần đây bổ sung chút vật tư, nghỉ ngơi một chút rồi thì tốt hơn. Diệp Trần gật đầu, được. Diệp Trần bị trẹo chân, Bạch Sùng cõng Diệp Trần suốt cả quãng đường. Giờ anh ta không có dị năng, cứ đi được một đoạn lại phải ngừng, nghỉ một lúc. Trên người Bạch Sùng có chút đồ ban nãy lấy được ở siêu thị. Hai người ngồi ở rìa đường, Diệp Trần lục tung lên chọn một lon cá hộp.
Bạch Sùng nhìn cô ăn cá đóng hộp, bỗng nhớ tới con mèo của mình. Tôi có một con mèo. Bạch Sùng vừa ăn vừa thở dài, không biết nó thế nào rồi. Diệp Trần giật giật vành tai, vốn định nói cho Bạch Sùng biết, nhưng nghĩ một đằng lại nói một nẻo, liếm liếm ngón tay bảo, đã là mà thế rồi còn bận tâm một con mèo hả? Thế thì có gì không được? Bạch Sùng cười cười, hàm răng sáng loáng, thịt mèo rất ngon. Bạch Trần sửng sốt, ngẩng đầu lên không thể tin nổi, Bạch Sùng nuôi cô hóa ra là vì ăn. Thấy vẻ mặt choáng váng của Diệp Trần, Bạch Sùng lập tức bảo, đùa thôi, mèo con đáng yêu như thế tôi không ăn đâu. Thế anh còn nuôi nó làm gì? Diệp Trần cúi đầu lại liếm ngón tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu trả lời sai sẽ cào chết anh ta ngay. Bạch Sùng cười khan ha ha mấy tiếng, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng. Cô không biết à? Bạch Sùng từ tốn nói, mèo là một loài động vật rất dịu dàng. Diệp Trần không nói lại gì, im lặng lắng nghe. Ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, hai người ngồi ở rìa đường xung quanh tua tủa cỏ dại. Mặt thế giúp loài cỏ dại có điều kiện sinh trưởng rất nhanh, đã cao gần tới ngang thắt lưng. Cả bụi cỏ lau rậm rạp, gió nhẹ nhẹ thổi qua. Dưới ánh mặt trời chúng trở nên đầy sống động, cả không gian đầy tiếng cỏ lau xào xạc, hòa cùng tiếng gió, ngâm nga dịu dàng. Ngũ quan khôi khôi của Bạch Khởi phơi ra dưới ánh nắng. Anh ta dõi mắt nhìn xa xăm, từ tốn kể. Lúc tôi học trung học, trường có một con mèo. Ngày ngày lúc tôi tan học nó đều ngồi xổm ở cổng trường, có vẻ như là nhìn tôi đi về. Nó cua cua chân y như muốn chào tạm biệt. Sáng sáng tôi đến trường, có lúc thấy nó trong bồn hoa, có lúc lại ở trên ban công lười biếng nhìn mọi người, vẫy vẫy bàn chân như đang nói, chào buổi sáng. Mèo có móng sắc, có niềm kiêu ngạo, mềm yếu và xinh đẹp, nhưng đẹp mà vô dụng. Khi mà thế tới, những thứ đẹp đẽ nhưng vô dụng sẽ là những thứ đầu tiên bị diệt vong. Nuôi Bạch Tiểu Trần không chỉ vì thấy nó đáng yêu. Nhìn thấy nó tôi mới có cảm giác thời đại hòa bình tươi đẹp trong trí nhớ mình đã từng thực sự tồn tại. Nói xong, Bạch Sùng quay đầu sang nhìn Diệp Trần. Tâm tình như vậy, cô có hiểu không? Bạch Trần không nói gì, cúi đầu quẳng vỏ hộp sang một bên. Lúc Bạch Sùng cho là cô sẽ không đáp gì, thì cô bỗng lại nói, ừ. Bạch Sùng ngạc nhiên nhìn sang. Diệp Trần thở ơ bảo, nhìn cái gì, còn chưa đi tiếp à? Bạch Sùng gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống. Diệp Trần nhảy lên lưng anh ta, chê bai một câu, anh nên đi tắm đi. Bà chị à, Bạch Sùng thở dài, bà chị có biết nước quý đến thế nào không? Diệp Trần ngẫm nghĩ, thấy Bạch Sùng nói cũng đúng, nhưng chuyện Bạch Sùng không biết là nước với những người khác thì rất quý báu, nhưng với cô, người có cả siêu thị để mua sắm thì nước chẳng phải là chuyện gì to tát. Tuy vậy cô cũng không thể nói rõ ra được. Diệp Trần nằm úp trên lưng Bạch Sùng, tìm cơ hội nghĩ cách để lấy nước ra một cách hợp lý cho hai người tắm rửa. Diệp Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi bịa ra một cái cớ. Có một chuyện tôi chưa nói cho anh biết. Diệp Trần thùng thẳng bảo. Bạch Sùng ngoái đầu nhìn, Diệp Trần thờ ơ. Thực ra, tôi có dị năng không gian. Siêu vậy? Bạch Sùng thật sự thấy hơi khâm phục. Chẳng những sức chiến đấu phi phàm, mà còn có cả dị năng không gian. Đây mới xứng là nhân vật chính có bàn tay vàng chứ. Có điều đây là một cô gái, chẳng lẽ đây là chuyện ngôn tình sao? Nếu vậy thì thế giới này có nam nhân nào ưa nhìn chắc chắn đều sẽ trở thành hậu cung của cô gái này hết nhỉ? Bạch Sùng nghĩ lan man. Diệp Trần thấy anh ta không tập trung, tiếp tục cường điệu, chỗ tôi có một ít nước dùng để tắm rửa, nước rất, tôi có một hồ ở trong không gian, lấy đó ra dùng. Không gian này xem ra hình như hơi bị lớn thì phải. Thế tôi có thể vào trong không gian của cô không? Bạch Sùng dè dặt hỏi ý. Nếu có thể vào thật, anh ta thật sự rất muốn tắm rửa. Anh ta vốn định đợi thêm chút nữa, rồi cũng sẽ lén lút đi mua lấy một bình nước tắm. Tắm trộm xong sẽ kêu Diệp Trần lại, tránh để Diệp Trần hoài nghi. Nếu Diệp Trần có không gian, vậy thì tốt hơn rất nhiều. Thực ra Diệp Trần nào có không gian gì, càng không có hồ nước trong không gian, sao có thể đồng ý được? Vậy nên cô đáp ngay. Anh thả tôi xuống, đứng chờ một bên, tôi lấy nước ra xong sẽ gọi. Bạch Sùng lại ờ một tiếng, hai người đi vào trong đám cỏ. Diệp Trần nhảy lò cò một chân, mua một bộ đồ tắm đơn giản xong, mua thêm một két nước, nối vòi tắm với két nước rồi đi gọi Bạch Sùng. Trong không gian của tôi có một phòng tắm, tôi lấy ra rồi, anh tắm trước đi, tắm cho sạch vào đấy. Nói xong, Diệp Trần liền nhảy ra khỏi chỗ cửa phòng tắm. Tắm đi, tôi trông cửa cho. Bạch Sùng im lặng nhìn hình dạng của phòng tắm, hình dạng của két nước, tâm trạng khá là phức tạp rồi. Kiểu phòng tắm này anh ta đã từng thấy, két nước cũng đã từng thấy,
Ở trong trang mua sắm mã số 295, anh ta vốn định mua nhưng thấy đắt quá nên lại thôi. Thế mà Diệp Trần lại có thể mua thoải mái như vậy. Đến giờ khắc này, Bạch Sùng đã hoàn toàn chắc chắn Diệp Trần đúng là một người làm nhiệm vụ giống anh ta. Hơn nữa còn có cấp bậc cao hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta. Vậy nên mới có thể tùy tiện mua đồ anh ta không mua nổi. Cái người tên Tống Uyển Thanh ở thế giới trước, 89 phần 10 chính là người này. Anh ta đã bị tẩy trừ tình cảm, không còn cảm xúc với những chuyện đã qua. Nhưng gặp được người này thì vẫn cảm thấy có một thứ tình cảm đặc biệt, không thể giải thích nổi. Không thể nói rõ nó là tình cảm gì. Chẳng qua, nhìn thấy người này thì cứ có cảm giác họ đã từng gặp nhau từ rất nhiều năm trước. Chỉ như vậy mà thôi. Bạch Sùng thở dài đi vào phòng tắm. Diệp Trần đứng canh ở cửa, chờ Bạch Sùng tắm xong thì đưa một bộ quần áo vào. Bạch Sùng thay đồ, Diệp Trần đi tắm một chút cho sạch, sau đó Bạch Sùng lại tiếp tục cõng cô đi về phía căn cứ. Lúc tới được căn cứ thì trời đã gần tối, Bạch Sùng hơi chóng mặt nhưng cũng không để ý, thả Diệp Trần xuống, hai người cùng đi làm kiểm tra. Diệp Trần thuận lợi qua được cửa, nhưng đến lúc Bạch Sùng đi qua thì chuông cảnh báo bỗng reo lên. Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Sùng, có hai người lại kiểm tra thật nhanh, một người báo cáo, cậu ta sốt rồi. Mầm bệnh zombie thường sẽ phát bệnh ngay lập tức, nhưng cũng có một số trường hợp thời gian phát bệnh bị chậm lại, thường sẽ trải qua một giai đoạn hóa bệnh, ban đầu là phát sốt, sau đó bắt đầu mất đi ý thức, giống một người đã chết, cuối cùng hoàn toàn đánh mất ý chí con người, trở thành một con zombie tấn công người khác. Những con zombie trải qua quá trình này đều sẽ bỏ qua giai đoạn cấp 1, lập tức trở thành zombie cấp 2, không sợ ánh nắng mặt trời, có khả năng tấn công mạnh và độ linh hoạt cao. Vì an toàn của căn cứ, những người có triệu chứng bị sốt đều sẽ bị từ chối tiếp nhận, đến khi qua được kỳ an toàn mới được phép vào căn cứ. Có điều, vì hiện giờ tuyệt đại bộ phận zombie đều là zombie cấp 1, sợ ánh nắng mặt trời, đến đêm mới có thể hoạt động, nên căn cứ về đêm khá là nguy hiểm, thường hay có các đợt tấn công zombie ồ ạt. Vậy nên, những người bị từ chối tiếp nhận gần như là sẽ chết ở bên ngoài. Bị từ chối tiếp nhận, tương đương với cái chết. Mọi người nhìn Bạch Sùng bằng ánh mắt thương hại. Lính tráng cầm súng cảnh giác nhìn Bạch Sùng nói với anh ta, đi ra đi, đừng ép bọn tôi phải động thủ. Bạch Sùng không hề tức giận mấy. Thật ra anh ta có bị nhện cắn nhưng chưa tới phút cuối cùng, anh ta vẫn không muốn làm zombie. Anh ta gật đầu ngẩng đầu nói với Diệp Trần, cô vào trong trước đi, 3 ngày sau qua được kỳ an toàn tôi sẽ quay ra. Những người xung quanh cho rằng Diệp Trần và Bạch Sùng là một đôi. Nghe Bạch Sùng nói như vậy, ai nấy đều tỏ vẻ đáng tiếc. Một người trong số họ vỗ vai Diệp Trần thở dài bảo, nói lời từ biệt đàng hoàng với anh ta đi. Diệp Trần không nói gì, chỉ nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng cười cười, vẫy tay, hẹn gặp lại. Anh ta nói rất thật lòng, anh ta tin mình sẽ không chết trong tay một đám zombie cấp 1. Nhưng trong mắt những người khác, bao gồm cả Diệp Trần, đều cảm thấy tiếng hẹn gặp lại này là lời vĩnh biệt. Diệp Trần bỗng nhíu mày, nhìn Bạch Sùng xoay người đi, cô bỗng nhiên mở miệng. Bạch Sùng. Bạch Sùng dừng chân, đứng lại ở cửa, quay lại nhìn. Diệp Trần lạnh lùng nói, đây là lần thứ hai anh không cần tôi. Bạch Sùng ngẩn người, không hiểu, vì sao Diệp Trần lại nói như vậy. Rồi anh ta bỗng nhớ ra, Diệp Trần là Tống Uyển Thanh, kiếp trước anh ta cũng đã bỏ cô ấy lại y như vậy. Bạch Sùng mềm lòng định nói gì đó. Diệp Trần bỗng lại tiếp. Nhưng tôi là người anh muốn không cần là không cần được sao? Nói xong Diệp Trần rời khỏi đám người đi về phía anh ta. Bước chân của cô kiên định, chắc chắn, mang theo khí thế, làm việc nghĩa quyết không chùn bước, rời khỏi chỗ có ánh đèn, bước vào trong bóng tối với anh ta. Cô nương theo ánh trăng ngước nhìn anh ta, mặt lạnh như băng. Bạch Sùng ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp tào nhã đứng trước mặt, đối phương giơ tay lên và một cái tát liền hằn trên mặt anh ta. Bỏ tôi lại thì sẽ phải trả giá đắt. Đồ đần độn. Bạch Sùng ôm mặt ngây người. Phải một lúc lâu sau, anh ta mới từ từ quay đầu lại mở miệng hỏi. Cô đọc quá nhiều truyện tranh rồi phải không? Diệp Trần không nói gì. Cô rất muốn lấy tay che mặt. Cô đâu có muốn nói như vậy. Chẳng biết tại sao lại làm chuyện kỳ quặc như thế. Tới lúc thu tay về thì đã không còn kịp nữa rồi. Cô bỗng nhớ tới con mèo nhà Trung Hoa cô từng nuôi. Mèo nhái, bất kể là đứng, ngồi hay nằm, cho dù là tư thế nào, nó đều thể hiện ra một loại phong thái ngạo mạn khinh thường. Cô bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của con mèo ấy. Năm đó nó nhìn cô, thế giới nội tâm có lẽ cũng tràn ngập sự xem thường. Nếu có thể nói, hẳn là nó cũng muốn tát cho cô một cái rồi kêu căng nói, đồ đần độn.